Tên của nhật báo OC Register phát hành tại California và trang mạng Dalai Lama cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma được gọi là Phật sống của thế giới sẽ đến thăm Little Sài Gòn ở quận Cam, California vào tháng 6 sắp tới đây. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham dự lễ khánh thành chùa điều ngự theo lời mời của Hòa Thượng Chủ trì Thích Viên Lý và sẽ thuyết pháp lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 6 về chủ đề sức mạnh của lòng từ bi là chìa khóa để đạt đến các giá trị lớn hơn cho bản thân và những người khác. Ngày hôm sau, tức là sáng ngày 19 tháng 6, Đức Đạt La Lạt Ma sẽ có bài phát biểu quan trọng và cắt băng khánh thành chùa điều ngự. Đức Đạt La Đạt Ma hiện sống lưu vong tại Dharamsala bên Ấn Độ sau khi Cộng sản Trung Quốc đàn áp đấm máu một cuộc nổi dậy của dân tộc Tây Tạng năm 1959 cộng sản trung quốc nhiều lần phản đối các quốc gia cũng như các tổ chức tiếm tiếp đón đức đặt lai lạt mà